không muốn đi học. Không, con không thích đi học đâu. Con muốn ở nhà cơ. Không được, các bạn bằng tuổi con đều đi học hết. Có mỗi mình con là vẫn chưa tới lớp. Bạn Tôm nhà cô Hà bảo ở trường chẳng có gì vui cả, chán lắm. Sao vậy được? Chắc bạn Tôm không chịu chơi với các bạn khác nên mới không biết đó thôi. Không, tóm lại là con không đi học đâu. Mẹ đừng bắt con đi. Bình ngoan quá. Nhóc, con mỗi bữa nay là ở nhà. Từ mai bắt đầu đi học rồi nha. Sao thế? Anh nói gì sai hả? À, chàng trai của chúng ta không thích đi học và nhất quyết đòi ở nhà. Sao vậy con trai? Con không đi học thì làm sao biết cái chữ? Làm sao có thể trưởng thành? Đúng đấy, đúng đấy. Đi học là tốt cho em mà. Tốt gì mà tốt? Em thừa biết ở nhà có gì vui nên mọi người mới không cho em ở nhà chơi chứ gì. Làm gì có cái gì. Ở trường còn vui hơn nhiều. Anh đi học nên anh biết mà. Ở nhà vui hơn. Ở trường vui hơn. Ở nhà. Ở trường. Làm thế nào bây giờ? À, đúng rồi. Anh đã có cách. Thôi nào hai đứa, vào ăn cơm đã. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này. Bây giờ Bin hãy nói cho ba biết lý do tại sao con lại không thích tới trường. Nếu như hợp lý, ba sẽ cho con nghỉ học. Kìa anh. Bạn Tôm nói ở lớp chán lắm, chẳng có trò gì vui cả. Cô giáo thì suốt ngày bắt các bạn ngồi im và không được chạy linh tinh. Ở nhà chắc sẽ vui hơn. Con xem, ba bận đi làm và anh thì đi học, mẹ thì phải nội trợ. Làm gì có ai có thời gian để chơi với con đâu. Nhưng mà... Còn ở trường, con vừa được học, vừa được chơi. Ba nghĩ, có lẽ bạn Thơm không chịu hòa nhập với các bạn, nên không biết những trò thú vị ở trường đó chứ. Trò gì ạ? Được rồi, con cứ ăn cơm xong đi, rồi ba sẽ cho con biết những trò vui nhất ở trường. Nào, trò chơi đầu tiên là trò vượt chướng ngại vật. Trong vòng 5 phút, ai vượt qua được những chướng ngại vật và đập vỡ được nhiều bóng sẽ giành phần thắng. Để ba làm mẫu nhé. Hoan hô ba. Giờ đến lượt con nha. Không, để anh. Không, em trước chứ. Được rồi, chúng ta sẽ chia đội nhé. Ba và Bin một đội, mẹ và anh Khôi một đội. Được chưa nào? Vô ta. Không ngờ ở lớp lại có nhiều trò hay đến vậy. Vậy mà con không biết. Bin à, sao con lại ngủ ở đây? Ba ơi, ba đưa con đi học đi. Con dậy từ sớm hay là sớm để đợi ba dậy đưa con đi học đó. Nhưng mà hình như hôm qua có ai đó nói rằng con không muốn đến lớp ý nhỉ? Không đâu, con muốn đến lớp con. Đến lớp để được chơi những trò chơi mà hôm qua cả nhà mình chơi ý ạ. Con háo hức lắm, con muốn thật nhanh đến lớp con. Đi luôn nha ba. À, được rồi. Vậy đợi mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi ba con mình tới lớp nhé. Yeah. Đi học. Ai là người chiến thắng? Này, đợi chút, anh bạn nghĩ anh bạn đang đi đâu vậy? Chào anh ông mệt. Tôi đi kiếm thức ăn thôi. Này anh kiếm thức ăn ở đâu thì kiếm.
nhưng cấm không được lấy mật ở mấy bông hoa của tôi. Hoa của anh ư? Tôi đã đến đây trước mà. Hơn nữa, hoa là của tất cả mọi người, chứ đâu phải của mỗi mình anh đâu. Ai đến trước thì lấy trước thôi. Ha ha, dám lý sự nữa kìa đấy. Không nói nhiều, hoa này là của ông mật ta. Loài kiến bé nhỏ các anh có muốn tranh cũng không được đâu. Mau cút khỏi nơi đây, nếu không đừng có trách ta. Ông mật cậy mình to lớn, ý mạnh hiếp yếu đây. Thật ngông cuồng, hóng hách. Mình phải cho hắn một bài học mới được. Tốt thôi, nếu những gì anh vừa nói là thật, vậy thì tại sao chúng ta, tôi và anh, không tổ chức một cuộc thi tài xem ai có thể mang nhiều mật ong về tổ nhất nhỉ? Ha ha ha, anh bạn đùa phải không? Anh bạn vui tính quá. Tại sao lại phải thi cơ chứ? Khi mà rõ ràng tôi có thể bay đi bay lại đến 20 lần mang mật hoa về tổ trong khi anh chưa đưa được một lần. Anh nói thế vì anh không dám thi đấu mà thôi. Nếu thi chắc gì anh đã thắng được tôi mà lên mặt chứ. Được thôi, thi thì thi. Ta thách cả họ nhà Kiến các anh luôn. Xem đây. Để xem ai sẽ thắng. Phải nhanh chóng gọi các bạn của mình đến đây thôi. Thế nên chúng ta hãy cố gắng gom được thật nhiều mật hoa, càng nhanh càng tốt. Nhanh lên thôi, đi báo cho những kiến thợ. Thôi không gom lá nữa, chúng ta tập trung gom mật hoa thôi. Một lũ ăn cướp, thật không công bằng. Tại sao lại không công bằng hả anh ông mật? Ngươi, các ngươi cậy đông người đã đánh cướp hết mật hoa của ta. Ơ hay, anh nói gì mà lạ vậy? Chính anh bảo thách cả họ nhà tôi còn gì. Xem ra nhà ông mật các anh cũng không hay tôn trọng lời nói của mình. Này, đừng có mà nói càng. Chẳng qua ta lỡ miệng một chút, chứ thứ kiến nhà các anh bé tí kiếm được mấy thửa. Lại nữa rồi, cứ như anh nói thì nhà ông mật các anh thật chẳng thông minh chút nào cả. Loài kiến chúng tôi có thể chở những vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể cơ đấy. Nên anh đâu có khỏe hơn chúng tôi đâu. Ác con, đừng có trêu tức ta. Còn một điều này nữa, anh ông mật thân mến ạ, nếu anh sử dụng chiếc ngòi vũ lực của mình mỗi khi tức giận như vậy, anh sẽ không bao giờ biết được tình bạn có ý nghĩa như thế nào đâu. Thôi chào anh, tôi đi đây. Làm lành. Em định đi đâu? Em về quê ở với mẹ một thời gian. Chúng ta nên xa nhau mấy tháng để suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân này không nữa. Milu, quay lại, vào nhà. Này, Milu, mày không muốn ăn à? Nhớ Ellie phải không? Mày nhớ làm gì? Phụ nữ đúng là chúa rắc rối, hay hờn giận vô cớ. Đi mấy ngày họ lại về ấy mà.
Milu ơi! Milu! Milu! Milu trốn ra ngoài ư? Nó định đi đâu thế không biết? Biết ngay, thế nào Hoài cũng gọi mà. Chắc nhớ mình rồi đây. Hoài à? Milu á? Em chả hỏi được câu gì khác ngoài Milu sao? Anh không biết đâu. Sáng ra tới giờ không thấy nó. Hình như nó bỏ đi rồi hay sao ấy. Em đã tặng Milu cho anh nhân ngày sinh nhật của anh đấy. Anh nhớ không? Anh mà làm mất Milu thì đừng bao giờ tìm gặp em nữa. Milu ơi, mày đi đâu thế? Milu! Milu ơi! Anh không tìm thấy Milu. Sao anh lúc nào cũng sống thờ ơ như vậy? Anh chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trong nhà cả. Em nấu bao nhiêu món ăn ngon chẳng bao giờ anh về ăn. Sinh nhật em chẳng bao giờ anh nhớ. Giờ đến Milu, anh cũng làm mất nó rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn. Anh sẽ về nhà ăn cơm. Hoa hồng nữa. Em thích hoa hồng, đúng không? Anh sẽ tặng hoa hồng cho em mỗi ngày. Em đừng khóc nữa, Hoài à. Ôi, Milu. Milu đã vượt qua hơn 100 km để tìm đến với Ellie sao? Milu yêu Ellie đến thế cơ mà. Hoài, về nhà với anh đi. Đừng để Milu phải cách xa Ellie nữa, nha em. Dạ. Vậy thì em sẽ về nhà với anh. Nhưng đó là vì Milu và Ellie đó, không phải vì anh đâu nha. Ừ, anh biết rồi, biết rồi. Em về là vì Milu mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.